Chào các bác, hôm nay em sẽ câu bằng con này nha các bác. Một loại mồi mới, một mồi câu bằng lông. Đây là môn Tenkara của Nhật Bản. Ở Việt Nam thì chỉ có môn Tenkara câu bằng mồi thật thôi. Tức là bắt con nhện, con mối hoặc là con côn trùng dưới nước ấy. Người ta ngoắc ở câu gọi là vít mương ấy. Hôm nay em sẽ câu bằng con này xem nhé, xem có nhạy không nhé. Nào, chúng ta sẽ cùng thử xem sao. Em hôm nay mới tập câu, hy vọng là cho được cá. Nào, chúng ta sẽ cùng đi câu nhé. Đi thử mồi em được con cá rồi, phấn khởi không? Không biết có cá nào đớp nhỉ? Cá này đến tầm chiều tối nó hay nhảy bắn nước ấy. Đây, những cái sồi xoáy này rất hay có cá các bạn. Ây! Ôi trời ơi, rơi mất rồi. Giật hơi mạnh các bạn, bắn phát lên bờ. Thế là cũng nhạy phết đấy nha. Đừng có nói là không được cá nhé. Em chưa giật câu cái này quen thôi. Đây, hôm nay bọn nào đi tập. Mỗi môn thử một loại câu suối. Đây là hình thức câu suối của Nhật các bác. Và em người ta cũng câu suối kiểu này nhưng mà người ta câu bằng cần tre, cần trúc ấy. Câu bằng con mồi thật. Câu thả trôi cơ. Được ngay một dính ngay con các bạn. Con cá của chúng ta đây. Đây này. Các bác nhìn không? Nó đỡ phát từ mồm này. Em này đeo máy quay trên đầu, đây là ấy có đây nhá. Câu mà có được con cá bằng lông là no nhá. Hôm nay em sẽ lấy mấy câu mấy con về nấu canh chua nhá. Nào, em chụp kiểu ảnh nó xem á. Ta nhá. Con mồi lông của chúng ta là được một con rồi nhá. Chúng ta tiếp tục câu tiếp. Hy vọng sẽ được mấy con. Câu còn là hay phết đấy, không. Nó không phải thay mồi các bạn. Câu mồi thật kia là phải thay mồi con này. Một con này câu cá buổi, không kiểu câu mồi giả ấy, câu lua ấy, là chả phải thay mồi đâu. Câu nhỉ, câu nó chảy hay phết này. Cá nó hay đoạn chú chảy này các bạn, chảy sâu rồi. Câu cái môn này câu sùi bén à, đẹp luôn này. Đây là em câu dây chưa chuẩn nhé. Câu dây chuẩn là em chuẩn mồi á. Con thứ hai. Con tiếp đây nha. Nhạy phết không các bác? Nhạy luôn. Hóa kiếp cho mày. Thì em về em nấu canh quả. Mùa này đang có quả nhót ấy.
Nấu nhót mấy con này là chuẩn luôn. À chúng ta tiếp tục chiến tiếp. Các bạn biết đây cây gì không? Cải song luôn nhá. Rau này ăn cực ngon luôn, nó chỉ bọc ở dưới suối sạch thôi. À đâu, ở dưới suối, suối bẩn nó cũng mọc mà. Dưới suối người ta trồng dưới nước bẩn nó mọc à. Suối rất là đẹp luôn. Hy vọng là tí ở đây có cá. Em sẽ để máy em quay ở này câu ở này em nhé. Hy vọng là sẽ ăn thua. À em thay con mới, mồi mới các bạn nhá. Thay con mới em có nhạy hơn không? Câu mấy con kia tàn trượt đây. Đây. Bằng này mồi có câu khướt được. Ui. Quá à, con vừa rồi bị cái móc rồi, thằng nào. Đớp tàn cũng không được. Nào, chúng ta cùng đi câu tiếp nào. Cá nó hay nhất là hay cần quẩn các bạn. Trong cái hồ ấy có con đấy các bạn nha. Ui. Ăn trượt đấy. Không phải có mương hoa to phết đấy. Kiểu tan. Ở đây đất rất ác, cá bé quá các bạn. Né phát nào nó nhảy phát đấy nhưng mà không dính mồi. Dính dính bắt con ở đây. Giữ nó ạ. Giữ. Mình cứ nhảy như là nó con côn trùng nó đáp mặt nước mấy lần đi. À. Nó thấy động động là nó phía đớp ngay. Con thứ ba chạy đâu? Dính tí mép rồi các bạn. Thôi hóa kiếp cho mày nhá. Hóa kiếp cho nó. Đang chụp kiểu ảnh. Thế được 3 con rồi các bạn. Móc này bé nhạy lắm. Hy vọng là hôm nay sẽ được chụp con về để mai đi tìm nhót nấu. Nha, chúng ta lại đi câu tiếp này em. Cá nó ăn một lổi ấy, nó thì ăn muộn thôi. Ăn muộn này nó.
có ngay cả lắp vít đấy. Thú này ấy mà vít này ấy mà chú là gặp đàn chú là mừng được ấy. Úi dồi, mọi đỡ lớp nó kinh. Đi vào mấy con suối xa xa các bạn, mấy con suối xa ấy mới nhiều cá chứ, suối đây người ta đang câu suốt, người ta đánh lưới phát là hết cái. Chiều này người ta hay đánh nhiều thể loại mẹ ở em ấy, suối bé bé này. Hơn 6 giờ tối các bạn, em lại mò lên tận khu này rồi. Thôi cố cậu lốt cái đập này xong rồi chúng ta về nhé. Giờ 4 con rồi. Thì cái đoạn này nó mới sóc sóc là khó người ta không đánh được lưới này, may cá còn còn này. Đấy có cá nhảy đấy các bạn. Có cá con nhảy đấy. Cá nó hơi bé. Đấy, biết ngay lên đoạn thế này thì thác đẹp đẹp phát nè, có cá ngay con thứ 5 lên phát đến bờ thì tuột hóa kết cho mày nha. Đây, con thứ 5 câu mồi bé xong rồi cả bé bé rồi, 6 giờ hơn rồi chúng ta cứ câu tiếp. Con này mà có mưng cá mưng to ấy, câu hình nhạy. Con thử xoáy xoáy nè. Đấy cái đoạn chảy chảy. Chính ra câu đoạn bé bé này là hay được cá nhất rồi các bạn. Ở dưới. Đấy. Thương bé bé này thôi nha. Chùa bé bé này cá nó tụ có nhiều nhá, nó quẩn nó tụ thức, kiếm thức ăn ở đấy. Đấy lại con thứ 6. Con này không cần hóa kiếp tại vì trên này đoạn này nhiều đá, con này đớp cá sâu gớ. Ừ. Nó đớp sâu phết con này. Con thứ 6 đến lên chỗ này câu những chối này, câu những chối này ăn thua ấy, vớ vẩn ngồi rình rình đây còn đấy lại đớp tiếp ở đây, chắc có đàn nó tụ đây các bạn. Biết đâu phải là con thứ 3 đây nhờ. Đấy cứ lông lông như thế này dính thế. Ô phê phết, cả bài ăn vẫn phê. Úi dồi, tí được con lứa. Con này này, nó. Nó tụ ở bên này này các bạn. Mỗi tội cá không to thôi. Tí được. Tối quá không nhìn thấy. Tối quá không nhìn thấy mồi các bạn. Phê phết đấy. Mấy con trong đấy nhảy rất. Thôi chúng ta đổi chối nhá. Vẫn cắn chả vẫn đổi. Thôi còn lại đổi chối thật. Lên trên này em nào. À con di chuyển nhá. Thành quả ngày hôm nay các bạn, ngày hôm nay tập đi câu T
Tenkara, một môn câu fly của người Nhật Bản. Đây, ngày hôm nay câu được mà 7 con, 8 loại bé bé đều bằng nhau thôi. Hy vọng là hôm nào đi tìm cái suối xa xa, suối là nhiều cá, sẽ được nhiều cá hơn. Hôm nay tập câu này là ăn thua rồi, gọi là không móm. Thôi, mai thì đi câu tiếp, kiếm bằng này nữa là đủ một đĩa đấy. Rồi, chào các bác nha, em đi về đã, trời bắt đầu tối lắm rồi. Tối lắm rồi, nhà anh em tối rồi. Chào các bác nha, hẹn các bác ở video tiếp theo. Cảm ơn các bác đã xem video của em.